bôi gì để đẹp da. Có rất là nhiều người hỏi bác sĩ Ngọc là bác sĩ ơi, em mới bắt đầu dùng sản phẩm hay em mới bắt đầu dùng mỹ phẩm thì em nên lựa chọn những cái sản phẩm như thế nào để mà bôi vào cho nó đẹp da. Thế thì ở trong cái video này thì bác sĩ Ngọc sẽ chia sẻ cho bạn về thứ tự ưu tiên của những cái sản phẩm để mà giúp cho bạn có thể là cải thiện cái làn da của mình. Tức là thứ tự ưu tiên đây là nếu như mà chúng ta có nhiều tiền, chúng ta có thể là dùng nhiều sản phẩm, chúng ta ít thì chúng ta sẽ dùng những sản phẩm là ưu tiên trước hơn. Cái sản phẩm đầu tiên mà bác sĩ Ngọc muốn chia sẻ với mọi người để mà bôi cho nó đẹp da đó là gì? Kem chống nắng. Nó luôn là cái sản phẩm đầu bảng. Nếu như mà chúng ta không có điều kiện mà chỉ được phép chọn một sản phẩm để mà bôi lên trên bề mặt da thì đấy chính là kem chống nắng. Nhớ đấy là kem chống nắng, bởi vì nếu như không có kem chống nắng thì tất cả những cái kem phía sau chúng ta có bôi vào đi chăng nữa thì cái hiệu quả nó cũng không thể nào mà đạt được đâu. Nếu như mà chúng ta chống nắng được tốt thì da chúng ta nó cũng sẽ là sáng lên, da chúng ta nó sẽ hạn chế được cái nếp nhăn. Nên là cái sản phẩm được lựa chọn đầu tiên đấy là chính là kem chống nắng. Cái sản phẩm thứ hai mà chúng ta sẽ là ưu tiên để mà lựa chọn đấy là một cái kem để mà cấp ẩm cho da, kem hoặc là serum. Các bạn có thể là mua một cái sản phẩm dạng serum HA hyaluronic acid để mà chúng ta cấp ẩm cho da, hoặc là một cái kem dưỡng ẩm cho da. Tức là nếu như mà chúng ta được phép chọn hai thứ thì đầu tiên là kem chống nắng và cái sản phẩm thứ hai đó chính là sản phẩm cấp ẩm cho da, chính là HA hyaluronic acid hoặc là một cái kem dưỡng nào đấy của chúng ta. Nhớ nha, hyaluronic acid, ví dụ như là cái sản phẩm có cái thành phần là hyaluronic acid như này, nó có thể là giúp cho chúng ta có thể là cấp ẩm trên bề mặt da chúng ta. Đấy là cái sự lựa chọn thứ hai của chúng ta. Tiếp theo, nếu như mà chúng ta tiếp tục có điều kiện nữa thì chúng ta có thể là mua thêm một cái sản phẩm thứ ba của chúng ta. Đó là những cái sản phẩm mà dạng tẩy da chết. Ở đây nó là một sản phẩm rất là cần thiết cho da chúng ta nha. Nhưng mà nếu như mà chúng ta không có điều kiện mà chỉ được phép dùng một hoặc là hai thì hai cái kia nó vẫn là ưu tiên hơn. Sau đó chúng ta bắt đầu chúng ta đến cái sản phẩm thứ ba của chúng ta. Đấy là những sản phẩm mà tẩy da chết. Ở đây thì chúng ta nên sử dụng những sản phẩm mà tẩy da chết dạng hóa học thì nó sẽ là ok hơn. Đấy chính là những cái mà chúng ta thường hay nghe ở ngoài những cái cửa hàng hay là những cái quảng cáo về nói về AHA hay là BHA, đúng không ạ? Thì nếu như mà các bạn mà da mà chúng ta mà da thường, da khô, chúng ta có thể là sử dụng những dạng tẩy da chết dạng AHA. Nếu như mà da của bạn là da mà da dầu thì chúng ta sử dụng những sản phẩm mà dạng BHA. Ví dụ như AHA thì chúng ta có thể là sử dụng những sản phẩm có nồng độ là từ 5-10% AHA như thế này. Còn nếu như mà BHA thì chúng ta sẽ sử dụng những sản phẩm đâu đấy tầm khoảng 2% thì nó sẽ là giúp cho chúng ta loại bỏ cái lớp sưng ở trên bề mặt da chúng ta, nó kiểm soát cái dầu ở trên bề mặt da chúng ta. Thì đấy chính là cái sự lựa chọn tiếp theo nữa khi mà chúng ta bắt đầu chúng ta sử dụng một cái bộ mỹ phẩm. Nếu như mà chúng ta đã sử dụng trước rồi mà chúng ta chưa có, chúng ta cũng nên bổ sung những sản phẩm như thế cho chúng ta nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ có cái sản phẩm mà thứ tự ưu tiên thứ tư chúng ta đây là gì? Đó là những sản phẩm liên quan đến chống lão hóa hay là kích thích tăng sinh collagen để mà xử lý những cái nếp nhăn của chúng ta. Thì đối với những sản phẩm mà chống lão hóa ở đây thì các bạn có thể là chúng ta sẽ sử dụng một cái dạng serum C, vitamin C để chúng ta sẽ bôi vào. Vì C nó sẽ thứ nhất nó chính là acid ascorbic, nó sẽ là giúp cho chúng ta làm cho da chúng ta trở nên sáng hơn. Cái thứ hai nữa là nó bằng là một cái chất chống oxy hóa, nó cũng sẽ là bảo vệ da chúng ta cũng như là kích thích cho cái việc mà collagen nó sẽ là tăng sinh để mà loại bỏ những cái nếp nhăn ở trên bề mặt. Sau đó thì chúng ta mới bắt đầu có một cái sản phẩm để chống lão hóa nữa, đấy là những sản phẩm liên quan đến cái retinol. Thì bạn có thể là mua một số những sản phẩm có thành phần là retinol nồng độ tầm khoảng từ 0.5-1% để mà chúng ta có thể là chúng ta bôi lên trên bề mặt da thì nó cũng sẽ là giúp cho việc mà cải thiện cái nếp nhăn ở trên bề mặt da của chúng ta. Thì đấy là thứ tự của bốn cái sản phẩm. Còn nếu như mà chúng ta có điều kiện nữa, chúng ta bắt đầu chúng ta mới sử dụng một số những sản phẩm mà dạng như là tế bào gốc rồi peptide, những sản phẩm rất là đắt tiền phía sau, nhưng đây chính là những cái bộ mà cơ bản thôi, những cái sản phẩm cơ bản để mà chúng ta sử dụng trong một cái bộ mỹ phẩm chúng ta sử dụng hàng ngày. Mình như là nhắc lại nha, cái ưu tiên đầu tiên số 1 đó chính là cái kem chống nắng. Cái lựa chọn tiếp theo nữa đó là một cái sản phẩm dạng cấp ẩm dạng HA hyaluronic acid hoặc một cái kem dưỡng ẩm ở trên bề mặt da chúng ta. Cái thứ ba đấy là gì? Thứ ba nó là một sản phẩm dạng tẩy da chết bao gồm là AHA hoặc là BHA. Cái thứ tư đó là một cái sản phẩm liên quan đến chống lão hóa bao gồm vitamin C hoặc là retinol. Thì đấy chính là thứ tự mà chúng ta sẽ là sử dụng lựa chọn để mà chăm sóc da đối với một người mà da bình thường. Còn nếu như mà da các bạn có những vấn đề bệnh lý như là mụn và nám ấy thì chúng ta sẽ cần có những sản phẩm mà chuyên biệt riêng. Nhưng mà đây chính là bộ mà bốn cái sản phẩm mà chúng ta nếu như mà chúng ta cần để mà chăm sóc da thì nó là sự lựa chọn của các bạn. Ok, nếu như mà các bạn có bất kể các câu hỏi nào hoặc cần về cái sự tư vấn của bác sĩ Ngọc thì bạn cũng có thể là comment xuống thì bác sĩ Ngọc sẽ làm những video tương tự như thế này để mà trả lời cho các bạn. Ok, hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Bye bye.
Chúc mừng các bạn đã xem hết video của Dr. Ngọc ngày hôm nay. Để tránh bỏ lỡ các video tiếp theo của Dr. Ngọc, các bạn có thể đăng ký kênh Dr. Ngọc vào hình tròn chính giữa. Các bạn cũng có thể là xem các video của Dr. Ngọc ở phía bên trái cũng như là các video ở phía bên phải. Hẹn gặp lại các bạn.